Nếu như ở thời điểm hiện tại, cái tên Nguyễn Quang Hải chính là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Khi mà ở Hải hội tụ nhiều yếu tố, từ nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng kỹ thuật cá nhân cực kỳ khéo léo. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước Quang Hải cũng có một kèo trái khéo léo như vậy, cũng đem đến nhiều cảm xúc cho người xem như vậy. Cầu thủ ấy còn là thần tượng của rất nhiều người, trong đó có cả Quang Hải. Đó là tiền vệ tài năng, cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, Phạm Thành Lương. Phạm Thành Lương sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988 tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Sinh ra và lớn lên ở vùng ven đô, cái nghèo đói của những ngày xưa cũ cũng bám lấy tiền vệ này. Những tháng năm vất vả ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thành Lương, để rồi giờ đây, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy chất quê, cái chất rất mộc mạc, giản dị của tiền vệ này. Cho đến thời điểm hiện tại, ở tuổi 31, qua nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, cũng là bấy nhiêu năm tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội gắn bó với mảnh đất thủ đô không rời. Nhắc đến Thành Lương, khán giả thường gắn cầu thủ này với biệt danh Lương Dị. Chữ dị ở đây có lẽ ban đầu chỉ là từ để khái quát hóa phong thái, cách chơi bóng của tiền vệ này. Thân hình nhỏ bé, gầy gò, chiều cao chỉ 1m65 thì khó có thể lọt vào mắt xanh của bất kỳ huấn luyện viên nào. Nhưng Thành Lương lại là một trường hợp đặc biệt hơn cả. Anh luôn có tên trong thành phần đội tuyển Việt Nam ở tất cả các giải đấu. Người ta nói anh dị bởi anh có một chân ngắn hơn chân kia tầm 1cm. Cho nên khả năng che bóng, giữ bóng và xoay sở của tiền vệ này là rất xuất sắc. Nhìn vóc người nhỏ nhưng mang trong mình một lò lửa luôn rực cháy. Nhìn lối đá thoăn thoắt, đầy khéo léo và đẹp mắt mà Thành Lương phô diễn. Không khó hiểu khi biệt danh Lương Dị được gắn với tiền vệ quê Ứng Hòa. Bên cạnh nghĩa dị như vừa phân tích ở trên, có lẽ vẫn còn một ý nghĩa khác. Ở đây, mạn phép được luận chữ dị kia là giản dị, là đơn giản, là cái tình, cái nghĩa luôn được cầu thủ ấy đề cao. Là một cầu thủ nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng, trước khi thi đấu chuyên nghiệp, anh từng thi đấu trên Phủi Phong Trào. Tuổi thơ của Thành Lương trôi qua với cuộc sống vất vả và cơ cực vì hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Ngay từ thời niên thiếu, Thành Lương đã phải đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gần 20 năm về trước, ông Bùi Quang Hiển, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội T&T, khi đó chỉ là một chủ nhà máy lắp ráp linh kiện xe máy. Vì có niềm đam mê về bóng đá, nên ông thường hay tổ chức những giải đấu phong trào cho các công nhân trong nhà máy có cơ hội giao lưu và gắn kết với nhau hơn. Cũng chính vì cơ duyên ấy mà Bầu Hiển đã may mắn khai quật ra kèo trái xuất sắc nhất thời điểm bấy giờ. Ông Hiển gửi gắm lương cho Bầu Kiên, chủ tịch Hà Nội ABC. Sau đó Lương gia nhập và cống hiến cho Hà Nội cũng từ đó. Không chỉ dừng lại ở việc gắn bó với mảnh đất Hà Nội, dù là Hà Nội ABC hay câu lạc bộ Hà Nội, mà còn là chút gì đó rất vô tư, rất dễ gần và sự khiêm nhường thấy rõ của Thành Lương. Ở thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều cầu thủ rất biết cách để biến bản thân trở nên lung linh, lộng lẫy hơn trên mạng xã hội, bên cạnh việc tập luyện hay thi đấu. Thành Lương thì khác. Ngoài sân cỏ, tiền vệ này gần như dành hết thời gian cho gia đình, thậm chí còn tuân thủ nghiêm ngặt giáo án đặc biệt để duy trì phong độ. Đó là lý do tại sao ở tuổi 31, Thành Lương vẫn đang là một con bài không thể thiếu trong tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Một game changer rất lợi hại mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tại AFF Cup 2014, chính Thành Lương đã mang bông băng lên khán đài khi cổ động viên Việt Nam bị hành hung tại Sa Alam trong trận bán kết lượt đi. Gần hơn là trận đấu tại V-League 2019, Thành Lương nhanh trí cùng trọng tài Ngô Duy Lân sơ cứu đàn em Nguyễn Hùng Thiện Đức khi cầu thủ của Bekamix Bình Dương có dấu hiệu co giật. Một tấm gương cho nhiều cầu thủ trẻ về thái độ cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Đó cũng là tấm gương cho mọi người về đức tính khiêm nhường, thật thà và giữ được chữ tính giữa cuộc đời luôn động. Giải đấu lớn đầu tiên và cũng là điểm sáng duy nhất của Thành Lương cùng màu áo tuyển Việt Nam chính là AFF Suzuki Cup 2008. Năm đó, Thành Lương mới là cầu thủ 20 tuổi, một trong những cái tên trẻ nhất trong đội hình tuyển Việt Nam và cũng là một trong số những vị trí thi đấu vô cùng nổi bật. Trong trận đấu rất căng thẳng giữa Malaysia và Việt Nam ở vòng bảng, Thành Lương chính là người mở tỷ số. Và hình ảnh chàng trai mang áo số 19 giơ cao lá cờ giấu trong tất để ăn mừng đã trở thành biểu tượng. Tiếc là, đó cũng là những đỉnh cao duy nhất mà Thành Lương có cùng các cấp độ đội tuyển. SEA Games 2009, AFF Cup 2010, 2014 và lần cuối năm 2016 đều là những kỷ niệm buồn với Thành Lương. Thành Lương cùng Văn Quyết hay Đinh Thanh Trung chính là những cầu thủ ở giai đoạn chuyển giao của bóng đá Việt Nam. Những cái tên ấy đều là đàn em ở thế hệ thành công cách đây 10 năm trước khi trở thành những vì sao hiếm hoi ở thời điểm tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Sau đó, khi thế hệ của những đàn em như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Phượng sau bắt đầu mang về những danh hiệu, cũng là lúc Thành Lương, Văn Quyết, Thành Trung bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một bản nhạc với đúng một nốt thăng ngắn ngủi trước khi những nốt trầm bắt đầu viết nốt những giai điệu còn lại. Nhưng khúc cao trào của bản nhạc buồn đó lại là những dấu ấn sâu đậm mà không cổ động viên nước nhà nào có thể quên.
Nếu như vừa qua, Lionel Messi đã có lần thứ 6 chạm tay trực tiếp vào quả bóng vàng, thì lương dị của chúng ta cũng không hề kém cạnh, khi anh chính là người sở hữu danh hiệu kỷ lục của bóng đá Việt Nam. 4 quả bóng vàng trong những năm 2009, 2011, 2014, 2016 là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Nó cũng là kết quả vô cùng xứng đáng cho những gì mà tiền vệ nhỏ con này làm được cho bóng đá nước nhà. Vào tháng 4 vừa rồi, sau khi chứng kiến phong độ tương đối tốt của Thành Lương cùng câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park đã có ý định mời lại tiền vệ này trở lại đội tuyển Việt Nam. Át hẳn nhiều cổ động viên rất muốn lương dị khoác lên mình màu áo đỏ năm nào, tiếp tục trình diễn thứ bóng đá mà nhiều người từng phải say đắm. Nhưng đáp lại tấm chân tình của thầy Park, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nếu như thầy Park hay đội gặp vấn đề ở thời điểm hay hoàn cảnh khó khăn thì tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị trân trọng như thế." Thế nhưng lâu nay dưới thời huấn luyện viên Park Seo, các đội tuyển quốc gia đều chơi tốt, mọi thứ đều đang rất ổn, thế nên tôi thấy không cần thiết. Với tiền vệ này, AFF Cup 2016 có lẽ đã là những kỷ niệm cuối cho màu áo tuyển Việt Nam và không nên có thêm lần tái ngộ nào khác. Để nói về Thành Lương, có lẽ còn rất nhiều câu chuyện thú vị khác xoay quanh cuộc sống của tiền vệ này. Nhưng nói ngắn gọn, điều biến Thành Lương trở thành một cái tên được yêu mến, đó chính là cái chất rất riêng của tiền vệ này. Một cầu thủ dị như đúng biệt danh người hâm mộ đặt cho vậy.